Gì ta? Sao bên cao ấy? Có sao trời? Thấy mùi delay đó. Ác chưa kìa. Trời, 99 bình nó đứng im luôn chứ. Mạng ông định ghê. Hả? À, thiệt chứ. Trời ơi. Ghê ghê, chơi game lắm. Hoài. Vậy cũng dính được xạo thật á. Giờ cái nó không được nó cười. Cười điên. Rồi ai gây lại cũng vậy. Thiệt tình luôn á trời. Mạnh điên, xì lê đơ mạnh điên. Hết game chắc dừng việc quá em ơi, hello thiện nha. Ừ, anh đi đừng lắc quá. Hết game gì, giờ cái việc nhá. Delay khó chịu quá, khó chơi ghê. Dừng, chậm 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 chậm. Nhảm nhí quá ta. Đậu xanh nó không thể né chiêu được luôn á. À, không thể né chiêu được luôn á. Đây cầm tạ hay sao nặng gì vậy? Đeo tạ hai bên hay sao á? Nặng điên. No G AD. Trời ơi, chát kìa. Nè, trời ơi. Đậu xanh.
Ừ này không lát luôn, lụm nó không lát, không lát. Trời ơi, quy hụt rồi. Win luôn á chứ. Trăm binh nhưng mà vẫn 9-5 nha. Nó có lời khen cho sĩ leader á. À gãy anh em ơi. Thầy da gờ. Cút ơi. Ờ để tôi gờ nó cho nó khỏi gờ. À không kịp rồi. Má, trăm binh là giết rồi đó. Gì? Bảy mấy binh là giết rồi đó. Xanh. Hay ghê. Delay với các bạn. Ngắt đến hay gờ chuẩn. Lát quá hết game gì nha. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa? Trời đi. Em game này lẹ đi, tôi muốn chơi game khác, đây lắc quá. Ừ, ngon. Nó lỗi. Má thiệt chứ. Điên. Em đang hóng trận đầu cả quân của SE quá này đời. Ok em đợi đi. Sắp rồi. Nên nhấn like subscribe cho tôi nha.